Trung, Phó Bí thư quận đội, Chủ tịch Hội đồng đội quận và Chỉ huy trưởng Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ quận Bình Thạnh, đồng chí Dương Anh Vinh, Chi huy ban thanh niên trường học của quận đoàn, Chỉ huy phó Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ, đồng chí Nguyễn Dương Thiết Anh, cán bộ ban thanh niên trường học quận đoàn thường trực ban chỉ huy Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ, chúng ta sẽ cùng lên nhận đuốc và chuẩn bị thay mặt ngọn lửa truyền thống để đại đón ngày nay của chúng ta. Rồi một lần nữa, bây giờ xin mời chúng ta cùng hô 1, 2, 3 thì cảm ơn chị của quận chúng ta sẽ cùng nhau trong ngọn lửa truyền thống trong buổi tối ngày hôm nay, được chưa các bạn? Cùng hô nha. 1, 2, 3 nào, nhóm nào xong rồi?